Shop phụ kiện 390 xin kính chào toàn thể anh em đam mê PCP trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay shop về một cái loại bơm mới nhất của hãng AGH. Loại bơm này là bơm VIP nhất anh em nhé. Bơm này có rất nhiều cái cải tiến mà chưa bơm tay nào có anh em nhé. Tất cả cả bơm con hổ này, bơm AGH đời đầu này, hoặc là bơm tay Shizanshi, nó thua hết con này một cái đặc điểm là làm bát tự động bằng không khí em nhé. Thì ở đây mình đã in sẵn một cái mô hình hệ thống làm bát của nó. Thì trước khi giới thiệu chi tiết về cái bộ bơm hàng VIP này, đấy, bơm này là bơm AGH mẫu này G3L anh em nhé, mẫu này là đặc cấp nhất của hãng AGH. G3L này anh em nhé, có lọc nhỏ và lọc to, đấy, lọc ập nhỏ và lọc ập to. Thì bộ bơm G3L này lọc ập nhỏ giá là 1 triệu đồng. Lọc ập nhỏ giá 1 triệu đồng. Lọc ập to, lọc ập to giá là 1 triệu 50 nghìn đồng. Lọc nhỏ và lọc to. Nhưng cái quan trọng nhất em nhé, quan trọng nhất là cái hệ thống lọc ẩm khi chu kỳ đầu của giai đoạn bơm nó đã là cái hệ thống lọc ẩm siêu phục này rồi em nhé. Thì cái hàng gửi đi cho em đấy, phụ kiện kèm theo gồm những gì đấy: cờ lê đa năng, dòng sim sơ cua để sửa chữa cho bơm đây nhé, dòng sim sơ cua sửa chữa cho bơm, ốc đen áp, ốc bơm sang xe máy, bộ này đầy đủ cho em sửa chữa trong vòng 2 lần anh em nhé. Và lọ dầu silicon chuyên bảo dưỡng cho bơm anh em nhé. Vâng, thì cái lọc nhỏ hàng VIP là 1 triệu đồng. Lọc to là 1 triệu 50 nghìn đồng. Bên ngoài thị trường bán tận 1 triệu 3, 1 triệu 4. Riêng shop nhập như nào thì bán như thế, không cắt cổ anh em là được nhé. Bán giá ưu đãi không cắt cổ cho anh em là được. Vâng, thì đây mình nói về cái hay của cái bơm thế hệ AGH G3L đấy, hàng VIP anh em nhé. Thì đây là cái hình ảnh này cũng là hình ảnh độc quyền mình thôi, chả ai làm chi tiết hơn shop đâu. Đầu tiên nhé, để mà nói cái bơm con hổ này, bơm AGH là bơm AGH cái loại này, bơm AGH là BG này, BZ này, G3 4S này. Thì về cái độ làm bát nó ấy thì không có hai cái lỗ ở đây anh em nhé, không có hai cái lỗ bát ở đây, và khi lấy hơi là lấy hơi ở bên trên này anh em nhé. Đấy, thì nhiều anh em là lắp cái ống này vào này và đủ nước làm bát vào anh em nhé, lắp ống này vào và đủ nước làm bát vào. Nước làm bát có tác dụng là giai đoạn đầu bơm, có nghĩa là anh em bơm một lần nóng thì nó làm bát, nhưng anh em nghĩ thì nước làm bát đấy không nguội đâu anh em ạ. Và nó có cái nhược điểm là cái giữ ẩm giữ nóng rất lâu, thành ra là nguội ban đầu nhưng sẽ giữ lại nóng về sau. Đấy là mình nói về cái nước làm bát. Ví dụ anh em nào hiểu biết về bơm nhé, anh em nào hiểu biết về bơm bơm máy thì nó có hệ thống làm bát của nước này, nó tuần hoàn nước, anh hiểu, anh em chỉ hiểu là nước nó hút vào qua chạy qua máy rồi lại giả ra, đấy là tuần hoàn nước. Tuần hoàn nước làm máy bơm nó sẽ nguội nhanh. Riêng cái bơm mà anh em đổ nước làm bát vào ấy, nước nó ở trong cái ống luôn, nó không hề tuần hoàn, nó không hề tuần hoàn, thì cái nước đấy mãi mãi là nước nóng. Nước nóng thì bơm càng lâu nguội anh em nhé. Đấy là nói về cái nước làm bát. Còn hệ thống bơm này là thế nào? Đầu tiên là bơm không khí, đầu tiên nó sẽ đi qua cái cục lọc ẩm hoạt tính này em nhé. Có anh em phép là sao hoạt tính, mình nói chung là đây là cái cục lọc ẩm siêu lọc ẩm anh em nhé. Đây ở trên mô hình nó đi vào chỗ cục lọc ẩm này, nó sẽ luồn qua bên dưới này, qua hai lỗ này, đây qua hai lỗ này anh em nhé. Đấy, anh em hình dung qua hai lỗ này đi này, qua hai lỗ này rồi đi lên, đi theo ở trong ống này anh em nhé, lên trên hành trình thứ hai và đi theo ống đũa và bơm vào bình anh em nhé. Có nghĩa là cái không khí bên ngoài này, không khí môi trường ngoài anh em sẽ tuần hoàn ở trong bơm này, cái không khí này tuần hoàn trong bơm và nó là bát bơm anh em nhé. Đây là bát bơm đấy, nó tràn vào đây đi qua lỗ này, đi lên qua giữa cái ống xi lanh và ống thân thân giữa này,
Đó, đây mình sẽ cho cái màu xanh là lúc hành trình hơi không khí vào anh em. Đấy, đầu tiên nó là lọc ẩm ngay ở đây rồi. Đấy, lọc ẩm tuyệt đối ở đây. Lọc ẩm khi không khí ẩm không chui vào được thì bơm lúc nào gọi là bơm sạch sẽ nhất, không khí áp suất sạch sẽ nhất, không ngưng tụ hơi nước anh em nhé. Để mình nói về cái cách hoạt động của bơm. Đấy, không ngưng tụ hơi nước và không khí sẽ giúp bơm bền nhất có thể anh em nhé, giúp bơm bền nhất có thể. Đấy, đây là cái điều tuyệt vời của cái mẫu bơm AGH đời xịn nhất G3L này về cho anh em. Thì mình lúc nào cũng phải test một cái bơm, test bơm làm sao chứng minh được cho anh em bơm nó khỏe nhất anh em nhé, bơm nó khỏe nhất, bơm này cực kỳ nhẹ. Vâng, thì tựa nữa cuối video đấy, mình sẽ test cái bình carbon 0.42 và van cửa két này. Đấy, cuối clip mình sẽ test anh em nhé, anh em nào có thể theo dõi ở cuối clip. Đấy, còn đây ống là ống inox anh em nhé, ống inox bất kỳ ba ống này, ống xi lanh này, ống giữa này và ống ngoài đều là bằng inox. Và ống ngoài này nó được phủ một lớp sơn. Đấy, phủ một lớp sơn tĩnh điện rất chi là đẹp anh em nhé. Mình sẽ test thực tế bơm trực tiếp cái bơm gọi là bơm AGH loại VIP nhất anh em nhé. Đấy, lọc nhỏ đây, mình sẽ bơm cái lọc nhỏ trước đi. Đấy, bơm với cái bình này, bình tạm quan đây, bình tạm quan đi. Đấy, cho anh em xem rõ cái thông số luôn nhé, cho anh em mới thấy phét lát nhé. Anh em nhé, 0.42 này. Đấy, ván cờ đi kết hộp mở anh em nhé. Đấy, thì bình này nó có sẵn 100 ký hơi rồi anh em nhé. Thì bây giờ mình sẽ bơm khoảng 5 phút. Đấy, khoảng 5 phút xem đây được bao cân nhé. Thì sức khỏe không có giới hạn, anh em nhớ nhé. Đây, bơm thực tế luôn anh em nhé. Đây, áp bình nó khoảng 100 cân này. Test thực tế luôn anh em nhé. Rồi, mình sẽ vận xả ốc đằng hơi đằng sau này. Video sau mình sẽ nói về cách thức hoạt động của bơm và cái ưu điểm của cái bơm anh em nhé. Thì để anh em muốn bơm khỏe nhất thì em kéo kịch rồi bơm xuống kịch anh em nhé. Bơm kéo kịch rồi bơm xuống kịch nhé. Kéo lên kịch rồi bơm xuống kịch. Sốt thử nghiệm nhé, bắt đầu xem 5 phút rồi. Sốt thì sẽ bơm từ 5 phút này đến 10 phút anh em nhé. Đấy, anh em có thể xem thời gian. Câu này 5 phút là rất chi vất vả anh em nhé. Từ 100 cân trong khoảng 5 phút sẽ lên vào cân anh em sẽ theo dõi nhé. Mấy phút rồi? Một phút rồi. Nghỉ giữa hiệp nhé. Mình bật cái quạt cho bác đấy. Hai phút rồi. Hai phút rồi.
Vâng, thì bạn xếp bao nhiêu cân ạ? Được rồi, một trăm, hơn 150 cân rồi chứ. Vâng, quay lên bước tiếp. Bơm được từng người khá đẹp anh em ạ. Bơm không hề lắm một kẹo nào anh em nhé. Đấy, mình thì lúc mình muốn tiếp này 4 phút nữa anh em nhé. Thử cho gần sầu hổ ơi. Thì báo cáo nhé. Một bao nhiêu gì nữa? Lắp phút chưa? Lắp phút rồi anh em nhé. Chủ tư tay rồi anh em nhé. Anh xem 5 phút là lên được 200 cân rồi anh em nhé. 5 phút từ 100 cân đến 200 cân. Không em xả hơi ở đít này nhé. Đấy, xả hơi được đít này. Đấy, bơm khá mệt anh em nhé. Đấy, đây là bơm AGH loại cao cấp anh em nhé. AGH loại cao cấp. Đấy, anh em mua cứ liên hệ với shop nhé. Số điện thoại shop để góc màn hình. Đấy, bơm thực tế, test thực tế luôn anh em nhé. Đấy, cái lọc giỏ này là 1.2 triệu anh em nhé. Đấy, cái lọc soi là 1.2 triệu anh em nhé. Hàng bên shop là hàng miễn phí ship để kiểm tra anh em nhé. Đấy, anh em mua hàng cứ liên hệ với shop. Video sau mình sẽ phân tích về các cách hoạt động của cái bơm AGH anh em nhé. Vâng, thì video của shop cũng xin kết thúc tại đây. Shop cũng xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em đam mê PCP trên mọi miền tổ quốc nhé.